Xin chào tất cả các anh em đã quay lại với kênh YouTube của mình nha. Mình là Duy. Hôm nay mình sẽ có một số thắc mắc để giải đáp cho anh em đối với dòng máy hàng BTS 200 mini được anh em mua rất là nhiều nha anh em ha. Ở thời gian vừa qua thì mình có lên video này và cũng đã được anh em mua rất là nhiều. Nhưng có một cái thắc mắc của những anh em mà đang phân vân muốn mua ngay con máy này nhưng mà còn đang gọi là phân vân ở trong nó ruột nó như thế nào, chất lượng hay không. Cùng mình khám phá xem với một con máy hàng BTS mini anh em mình sẽ có được cái chất lượng như thế nào, cùng xem đầy đủ tất cả các con máy và cả năng hàng cũng như là nội thất của con máy hàng mini này nha. Anh em xem nha anh em, đây là sản phẩm của máy hàng BTS. Đây là một trong những cái dòng máy hàng mini bậc nhất hiện nay. Đó, ở phân khúc này thì anh em mình sẽ an tâm vì một con máy hàng có thể nói là hàng que rất là ngọt, cũng như là hàng khả năng hàng 32, số lượng rất là lớn. Đó, nhưng mà nhiều anh em mua hàng xong rồi á thì biết chất lượng rồi thì không nói, nhưng mà nhiều anh em chưa có mua thì là cũng rất là phân vân. Giờ mình sẽ cùng anh em trải nghiệm xem con máy này có gì trong đây ha. Khui máy ra thì anh em mình sẽ có cái mũ hàng mo hàng như thế này. Dây kìm mát được đóng gói rất là kỹ càng trong đây nha anh em ha. Đó, anh em thấy không? Rất là xịn sò. Rồi, bộ kim hàng cũng được đóng gói rất là kỹ càng như thế này, ở trong cái bịch như thế này anh em. À, rất là tôn trọng người tiêu dùng ha. Có búa gõ rỉ cho anh em luôn nha. Có một cái dây đeo để cho anh em mình có thể cắp nách bên hông. Và cuối cùng đây là con máy hàng mini mà anh em mình đang mong chờ ha. Và đây là tổng quan con máy hàng mini mà anh em đang tham khảo ha. Phía trên mặt lưng của máy hàng là chữ BTS dập nổi, sẽ giúp cho anh em mình mua một con máy hàng an tâm, hàng chính hãng. Bên hông sẽ có cái single là 2010. Đó là tính ra thời điểm này là 12 năm tại Việt Nam, BTS đã được anh em ủng hộ rất là lâu rồi. Và dòng model này là MMA 200 mini của hãng BTS như thế này. Phía trước mặt anh em ha, họ cấu tạo phía mặt trước rất là đẹp. Và đây là mặt sau. Và dòng sản phẩm máy hàng này có quạt nha anh em ha. Có quạt tản nhiệt ở phía sau này. Nghe nhiều anh em hỏi cái câu máy này có quạt hay không, sao thấy nhỏ quá, sợ không có quạt. Có nha anh em ha, có luôn. Và ở đây thì chúng ta sẽ có một con máy có bộ dây nguồn khá lớn và khá dài. Đây anh em, có thể nói là hơn 2 mét đó anh em. Đó, hơn 2 mét nha. À, dài không? Rất là dài luôn. Mini mà có bộ dây hàng rất là xịn sò như thế này thì cũng đã đảm bảo cho anh em có sự phần nào ổn định phải không ạ? Rồi, cùng anh em khám phá phía trong nội thất của con máy hàng này. Mình đã chuẩn bị sẵn một con và giờ mình chỉ cần tháo ra cho anh em mình, tránh mất trường thời gian của anh em ha. Đây, giờ sẽ cùng anh em trải nghiệm trực tiếp con máy hàng này luôn nha. Đây là mặt trước của máy anh em ha. Cực âm bậc dương phía trong con máy anh em. Đây là đồng hồ và núm chỉnh dòng hàng. Phía sau con máy. Đó. Máy có quạt đàng hoàng nha anh em ha. Quạt nè. Đó, quạt. Dây nguồn. Đây là bo con máy, bo ghim. Đó, anh em thấy không ạ? Rất là đã luôn. Rất là đã, rất là sạch sẽ. Và đây là mặt hông của con máy nha. Còn có cảm biến nè. Rồi là hai tụ nè. Nên anh em mình cũng có sự an tâm luôn. Và sử dụng là tụ lớn nha anh em ha. Một con máy mà nhìn nội thất nó khủng như thế này á là hiếm có lắm anh em. Hiếm có lắm đối với một con máy hàng mini ha. Đôi khi có những con máy hàng mà anh em mua hàng nhái hàng giả nó to đùng, mà nội thất ở trong nó có khi còn nhỏ và nó còn xấu hơn cái nội thất này nữa, thì anh em biết rồi đó. Một con máy hàng mà được thiết kế chắc chắn và an tâm như thế này thì anh em hiếm có mà lo lắng lắm. Đó, một con máy hàng nhìn cực kỳ xịn sò phía trong, từ những cái nội thất nho nhỏ cho tới phía mặt trước anh em cũng đã thấy rồi đó. Rồi, đây là bên hông anh em xem lại một lần nữa nè. Wow, bo rất là sạch sẽ ha, đổ keo chống ẩm hết cho anh em luôn. Đó, bo ghim nên anh em mình khi mà xài cũng có sự an tâm. Đó, bảo hành thì lên tới 18 tháng. Thật là khủng khiếp với một con máy hàng mini mà nó có cấu hình khủng như thế này.
giờ mình sẽ cùng anh em trải nghiệm với một con máy hàng mini thì chúng ta sẽ có được đường hàng như thế nào, khả năng làm việc của máy có ok hay không, để cho anh em mình có thể tự tin mạnh dạn đầu tư ngay con máy này trong thời điểm này. Thì giờ mình sẽ có những cái mà gọi là trải nghiệm thực tế cho anh em, đó chính là hàng que lớn Bali 2 để cho anh em mình biết khả năng hàng của máy có ổn hay không. Hàng que 25 với cường độ dòng hàng nhỏ để anh em mình ta biết được khi mà hàng lửa nhỏ nó có ổn hay không nè. Và một trong những cái yếu tố và cũng như là rất là nhiều câu hỏi của anh em khi mà mua về để sử dụng gia đình, đó chính là hàng inox được hay không. Thì mình cũng sẽ cùng anh em trải nghiệm và hàng thử quay nóc nó như thế nào, ổn hay không nha. Đó, giờ này mình đã vẫn để con có đã khui nội thất ra cho anh em, để cho anh em mình trải nghiệm nha. Trước tiên thì mình sẽ hàng que Bali 2 trước cho anh em xem nha. Rất là khủng khiếp luôn anh em. Tên sắt mà nó còn lủng luôn á. Mình đang kéo dòng hàng maximum dành cho que hàng 32. Giờ thử thôi với que hàng 25 anh em mình hàng điện yếu thì nó sẽ như thế nào. Và dòng hàng mình muốn đưa tới cho anh em đó chính là dòng hàng 70 nha. Với dòng hàng 70 mình sẽ hàng thử que 25 cho anh em xem khả năng hàng của máy nó có ổn định và dễ bắt lửa hay không nha. Ok anh em, với que hàng 25 kia anh em mình hàng điện 70 vẫn có thể hàng được, ổn nha anh em ha. Và cuối cùng đó chính là thử thách hàng que inox cho anh em xem. Với một que hàng inox thì anh em mình sẽ có cái màu rất khác biệt so với những dòng hàng que khác ha. Và mình sẽ cố gắng tăng cái dòng hàng lên với dòng hàng tiêu chuẩn để cho anh em mình có thể hàng que hàng inox ổn hơn. Ok anh em, với que hàng inox thì chúng ta có một đường hàng rất là đều, rất là dễ hàng ha. Với một con máy dòng hàng lên tới 120 thì khi mình hàng inox á, thì nó hơi mạnh, anh em mình cố gắng giảm lại lửa nha, tránh trường hợp để inox nó chảy. Và đây là cả một quá trình mà mình đã đưa tới cho anh em sự
rõ ràng về con máy, về chất lượng máy hàng và những gì mà anh em mình đang cần về một con máy hàng của em mini sử dụng gia đình và làm thợ ổn. Với khả năng là bảo hành lên tới 18 tháng, anh em mình an tâm khi mua một con máy hàng mini như thế này. Khi mà về hàng 25, 32, hàng quay nóc đó. Và với một cái nội thất mà có thể nói là rất là đẹp và cực kỳ chất lượng như thế này, anh em mình đã an tâm chưa? Với mức giá chỉ có 1.350.000, anh em sở hữu ngay một con máy như thế này. An tâm mà mua nha anh em ha. Mua tại Máy Móc Nam, anh em đã có sự an tâm về hàng chính hãng nè, an tâm về chất lượng nè, chế độ bảo hành là coi như là tuyệt vời luôn. Đó, anh em nào mà đang theo dõi cái video này á, chưa đăng ký kênh, đăng ký kênh ủng hộ Duy đi. Cảm ơn mọi người nha. Rồi, xin chào mọi người, hẹn mọi người ở những video tiếp theo nha.